Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung cà phê toàn cầu vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, khiến giá cà phê ở hai sàn phái sinh bật tăng dựng đứng trong tuần. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê sáng nay, ngày 31 tháng 10 năm 2021 trên kênh PhoNui TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, tính chung trong tuần này, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 tính chung cả tuần tăng 142 USD trên tấn với mức tăng là 6,65% lên mức giao dịch cuối tuần là 2.276 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê tương đương với mức giá là 51.600 đồng một kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2022, giá cà phê tăng 73 USD trên tấn với mức tăng là 3,41% lên mức giao dịch cuối tuần là 2.214 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 50.200 đồng một kg. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, trong tuần này cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021, tăng tất cả là 4,1 cent trên pound với mức tăng là 2,05%, lên mức giao dịch cuối tuần là 203,95 cent trên pound. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, tăng tất cả là 4,05 cent trên pound với mức tăng là 2%, lên mức giao dịch cuối tuần là 206,65 cent trên pound. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, thị trường cà phê thế giới cũng đang chịu ảnh hưởng của các chính sách tiền tệ khi nhiều ngân hàng trung ương các nước xem xét khả năng cắt giảm gói kích thích do lo ngại lạm phát vượt mức. Trong phiên cuối tuần cũng ghi nhận các thị trường nông sản đều tăng mạnh, chứng khoán giảm đã đẩy một lượng vốn sang nông sản trong bối cảnh giá dầu tạm chững lại và vàng loanh quanh ở mốc 1.800 USD trên một ounce. Hiện nay, nguồn cung cà phê toàn cầu vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, tạo cơ hội cho giới đầu cơ tạo sóng trên sàn, thao túng giá. Thậm chí trong tuần qua, có tin đồn ngành công nghiệp Brazil sẽ nhập khẩu cà phê Robusta từ Việt Nam. Điều này lập tức khiến giá cà phê tăng dựng đứng trong tuần. Tuy nhiên thì Hiệp hội Cà phê Quốc gia Brazil lên tiếng bác bỏ thông tin này, khiến cho giá thị trường lao dốc mạnh ngay sau đó. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê tăng thêm từ 100 tới 300 đồng trên 1 kg. Giá cà phê được thu mua trong khoảng từ 40.900 tới 42.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua ở mức là 41.000 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, mức giá là 40.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk sáng nay được thu mua ở mức từ 41.900 tới 42.000 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư M'gar, mức giá là 42.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea H'leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 41.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 41.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, giá cà phê sáng nay là 41.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 41.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp, giá cà phê được thu mua ở mức 41.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê sáng nay được thu mua ở mức là 41.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai sáng nay ghi nhận ở mức 42.100 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 42.300 đồng 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức giá là 42.500 đồng 1 kg. Về dự báo giá cà phê trong tuần tới, theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê thế giới liên tục biến động, tăng giảm với biên độ rộng. Sau 2 ngày lao dốc trong tuần, giá cà phê Robusta đã lấy lại đà tăng và tiếp tục nới rộng khoảng cách mua giữa các tháng. Tình trạng vắt giá trên thể hiện giới đầu cơ lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn tiếp tục bị đe dọa trong bối cảnh hàng cà phê vụ mới của Việt Nam chưa thể đưa ra thị trường. Và theo dự đoán, lô hàng đầu tiên vụ mới của Việt Nam có thuận lợi thì cũng tới giữa tháng 11 mới được đưa ra cảng. Điều này giúp cho giá cà phê sẽ duy trì được đà tăng trong tuần tới. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 31 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.